quá thực dụng. Đó là ba từ để nói về em bàn phím Sibira XS3001 đang ngay bên cạnh Tuấn. Và nó cũng là những từ để nói về em chuột Sibira XT500 mà Tuấn đã review tập trước. Anh em nào mà chưa xem thì có thể ấn vào đường link ở trong kênh NWH Media để xem. Vậy tại sao lại nói là nó thực dụng? Đó là vì Sibira đã gần như là tối giản hết những cái thứ râu ria không cần thiết, ví dụ như là vỏ hộp hay là những cái tính năng này kia, nó không quá quan trọng. Và để tập trung toàn bộ nằm nâng cao cái trải nghiệm sử dụng của người dùng cuối. Vẫn là một câu hỏi, liệu một cái em bàn phím dành cho thị trường GameNet nó có phù hợp với những người dùng để sử dụng cho cái bộ PC ở tại nhà hay không? Em mình hãy cùng xem tiếp video để tìm hiểu nhé. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vỏ hộp của nó trước. Thì thật sự như tôi đã nói ở đầu video rồi, Sibira đã tối giản đến mức mà không còn gì có thể tối giản hơn nữa. Thậm chí nó còn tạo cho tôi cái cảm giác mà khi mà mới lần đầu nhìn ấy, cảm giác nó còn hơi ọp ẹp nữa kìa. Nhưng mà rất là may mắn là khi mà mình chạm tay trực tiếp vào thì nó cũng không quá ọp ẹp, mà nó vẫn giữ được cái độ cứng cáp nhất định. Mặc dù thật sự nhé, với cái chất liệu này thì không thể nào mà đòi hỏi nó quá cứng cáp đâu anh em. Ít ra nó vẫn sẽ đảm bảo cái chất lượng sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Nó vẫn là một con bàn phím được nguyên vẹn. Ok, thì ở ngay bên trên đây, logo Sibira, và giữa chính là cái mã sản phẩm XS3001 Blue Ice Blade Thanh Đao Đá Sao. Ok, và đằng sau thì vẫn là một vài cái thông tin căn bản, kỹ thuật căn bản mà nhà sản xuất nào cũng làm hết, in bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Và đây chính là nhân vật chính chúng ta, Sibira XS3001. Thì đầu tiên anh em mình sẽ nói về cái tổng thể thiết kế của em nói trước. Thì đây sẽ là một mã bàn phím full size với số lượng phím là 104 phím. Anh em có thể thấy là sẽ có đầy đủ cả phần numpad lẫn rất là nhiều những cái phím chức năng trên đây. Rồi, và còn về chất liệu thì một cái mà Tuấn đánh giá là cực kỳ là nổi bật ở trên em XS3001 này, đó chính là về phần top plate sẽ được làm bằng kim loại, và ở đây sẽ được gọi là full cast phủ một lớp nhũ cực kỳ là mịn ở trên đây. Thì anh em nhìn kỹ sẽ thấy về cái độ hoàn thiện của em nó ở mức khá là tốt. Rồi, còn đằng sau chất liệu sẽ làm bằng nhựa và sẽ có tổng cộng là 5 cái phít cao su 1, 2, 3, 4, 5 cùng hai cái chân kickstand ở hai góc. Một cái điều hơi đáng tiếc là ở cái chân kickstand này sẽ chỉ có duy nhất là một cái nấc độ cao thôi, cho nên mình sẽ không có thêm một nấc để nói chung là tùy chỉnh hơn nữa. Thôi, bàn phím phổ thông như vậy là nó rất là ngon rồi. Tiếp theo mình sẽ nói về cái keycap và cái switch của em nó. Đầu tiên cho em nghe thử cái tiếng sơ sơ trước nhé. Anh em có đoán được là em nó dùng switch gì không ạ? Thì nghe thì có vẻ rất là tactile, nghe giống như kiểu blue switch vậy. Nhưng mà thực ra thì em này là một em bàn phím quang cơ chứ không phải là bàn phím cơ. Và một cái điều khá là may mắn đó là ở ngay những cái phần mà stab của em nó không bị quá lọc sọc. Mặc dù vẫn tất nhiên là vẫn hơi lọc sọc rồi anh em. Rồi, về keycap thì sao? Về chất liệu keycap thì ở em bàn phím này theo quan điểm cá nhân của Tuấn thì có thể gọi là bán double shot. Tức là em này vẫn sẽ có được in đến hai lớp nhựa bên trong với mục đích là để xuyên cái đèn nền led ở bên ngoài. Nhưng mà thật sự á, là với cái lớp nhựa ở bên trong á, nó sẽ chỉ phủ ở cái bề mặt tiếp giáp cái để xuyên led thôi, chứ nó không có phủ bao rộng xung quanh. Cho nên là khi mà làm bằng cái kiểu thiết kế này thì nó sẽ đem đến cho mình cái cảm giác nó cái keycap nó bị hơi mỏng một chút. Ừ, thì đây là một cái điểm trừ khá là lớn. Và sẵn để nói về keycap á, thì anh em mình sẽ thấy là ở trong cái bộ keycap mà từ nhà sản xuất sẽ có 3 phím là được làm bằng màu đỏ. Và đây cũng chính là 3 cái phím mà tôi đánh giá là tệ nhất ở trong cái bộ keycap này. Khi mà tổng quan, lúc mà mình nhìn tổng thể cái bàn phím này, mình sẽ thấy 3 cái phím này 3 cái phím mỏng nhất. Nó xuyên led gần như là toàn bộ nguyên con phím luôn, chứ nó chả phải là xuyên led ở những cái ký tự trên đây nữa. Và rất là may mắn khi mà Sibira đã tặng sẵn cho nên mình thêm 3 cái phím Enter, Escape và Control bằng màu đen để có thể thay thế vô. Và kế đến chúng ta sẽ nói về cái hiệu ứng đèn led
của em XS3001 này. Em mình có thể thấy là về cái giả định LED nền ở bên dưới thì sẽ chỉ có một màu duy nhất là màu xanh, đúng theo cái tông màu chủ đạo của em bàn phím là Blue Eyes. Rồi, chỉ có một màu xanh duy nhất thôi. Và thêm sẽ có được hai cái phần đèn LED Rainbow nằm ở hai phía của bàn phím. Ok, và cuối cùng Tuấn sẽ show cho anh em xem khi mà đặt bộ combo của Zebra mới nhất XS3001 và em chuột XT500 ở trên bàn trông sẽ như thế nào. Thì Tuấn tin chắc luôn, trong thời gian ngắn sắp tới thôi, khi mà cái sản phẩm này được thông tin đến càng nhiều người á, đây rất có khả năng sẽ là một cái bộ gaming gear gọi là phá đảo phòng nét, với những cái tiêu chí cực kỳ là thực dụng, tập trung hầu hết vào những cái tính năng và trải nghiệm những người sử dụng. Còn những cái râu ria CBI đã lược bớt đi cực kỳ nhiều. Và cũng gần như là chắc chắn luôn, bộ gear này nó sẽ không chỉ dừng lại phòng nét, mà anh em người dùng phổ thông có bộ máy PC ở nhà vẫn có thể tậu cho mình một em. Quan điểm của anh em như thế nào về bộ gear chuột và phím mới nhất của CBI này? Anh em hãy comment luận xuống bên dưới. Và đừng quên ấn nút like, chia sẻ video và nút subscribe đăng ký kênh NWH Media để ủng hộ Tuấn và kênh có động lực làm video tiếp cho anh em xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.